Ok, chào tất cả em chào kênh DHG của mình hôm nay. Trở lại với con game đấu la viêm thì cái video mình sẽ anh em ký lăng ngày thứ 10 xe mới. Arclight của mình chơi ở server 25. Ngày hôm nay ngày 10 thì mình đã qua được cái đấu hồn chương thứ 18 lết lên cái chương thứ 19 đấy em có đấy. Giờ là mình sẽ không đi map nữa. Đây lực chiến mình qua là 4 triệu 9 em ơi, 4 triệu 9 ấy. Còn cái bí cảnh thì hôm nay mình đang đi dở. Đây hiện tại mình mới đến cái chương cuối bí cảnh 17 thôi. Nếu mà mình sẽ cố gắng lên lên 18, nếu mà lên ấy, mình lên cái trường 19 thì nó sẽ khá ngon ấy. Cái con game này ấy, ở cái bí cảnh ấy, em tính đi, cứ tầm 6 tầng ấy thì nó sẽ thay đổi đồ nhá. Đây, ví dụ như tầng 6 anh em được cái trắng đến cái lam 2 sao, lên bậc 7 ấy, thì nó sẽ được cái lam 1 sao đến tím 1 sao ấy. Và cái 13 này nó cũng thay phẩm nhá. Đây, 13 ấy thì nó sẽ là lam 2 sao đến tím 2 sao. Và khi nó lên cái 19 ấy thì nó sẽ thay từ tím 1 sao lên 3 sao rất là ngon nhá. Nên mình đang cố gắng lên cái bí cảnh thứ 19. Đây hiện tại cái bí cảnh cuối 17, lực chiến đề cử nó là gần 7 triệu em ơi, gần 7 triệu. Mà lực chiến mình chỉ có gần 5 triệu thôi, tức là mình là vượt 2 triệu lực chiến. Như ngày hôm qua mình có nói anh em dân chú ý, cái đua top thần chi này rất là quan trọng ấy, vì top 1 anh em được tận 1.000 cái huy chương giới khác. 1.000 cái này thì nó bằng một nửa của cái thần đến ký. Về sau anh em nông dân kiếm mấy cái đấy rất là khó nên chú ý cái này cho mình. Anh em được nguyên liệu ấy, đừng có đổi cái vẹt quay nhá. Tích lại đổi cái huy chương, à đâu, tích lại đổi cái thần đến ký. Đây như em thấy này, mình nhớ nhầm là hình như là có cái bạn top 3 này là lực chiến cao thôi. Đây 6 cái 1 đấy, còn lại bên trên toàn là nông dân hết. Đây như cái bạn Toli phải không, 4k lực chiến rất thấp nhá. Tức là cái bạn này tích từ đầu đến bây giờ mới xả. Đây mới chạy được có 5k thôi, mới được 2 ngày mà anh em ơi, 2 ngày mới chạy 5k này. Đây các bạn top 2 này, ui dồi ôi, 4k3 lực chiến thôi, chỉ có 4k3 thôi. Mà con thứ huyết 6 sao, bỉ 11 sao, độc cô 7 sao, còn ngon hơn cả mình nhá. Đây thứ huyết bạn tận 6 sao cơ, thứ huyết của mình mới có nhiêu, 2 sao, ngày mai được tặng thêm một con nữa là 3 sao, nói chung là phế em ơi. Đây nhá, 4k3, 6k4 điểm. Đây còn bạn top 1 còn ghê hơn nhá em ơi, ghê hơn. Bạn này vừa lên được à? Mình nhớ hôm qua cái bạn này chỉ có hơn 4k thôi. Chắc là bạn nào mua trong tiệm được khá nhiều đồ ngon đấy. Đây bạn này có cái ám khí đỏ này, leo map khá là tít đấy. Trang bị tím luôn này, 3 sao luôn nhá. Đây, có cả cái ám khí cam cho búp máu này. Búp máu này phê lắm em ơi. Đấy, cái cam ấy bạn cho búp máu tại vì cái dòng này nó tăng HP ấy. Anh em mà có cái cam này khá ngon nhá, cam này nó tăng thể chất, cái này ấy khá quan trọng để anh em nông dân lực chiến yếu ấy, qua cái chương thứ 18 nhá. Mấy cái đấy để mình tí nói sau nhá, mình sẽ nói qua về cái thần chi trước, quên mất nhở. Tiếp đến là soi hồn cốt này. Đây bạn này mua set hồn cốt tím này, không biết là mua, mình nghĩ là hay sao chắc là mua đấy. Em chú ý nhá, khi mà em đi giúp cái hồn cốt này thì em sẽ được thêm 3.000 bạc. Anh em nông dân mà có thời gian anh em cứ tạo cái clone ấy, anh em mời đi cái hồn hoa này, anh em mời đi cái thú triều ấy, một ngày em kiếm mấy chục vạn bạc là quá bình thường nha. Nếu mà em có thời gian thì em cứ thử làm xem, cái game này bạc rất là quan trọng đấy. Đây độc cô cũng full tím luôn này, con búp mình chỉ có 2 món. Đây con đánh đêm đơn này bạn ấy chỉ có 4 món. Đây thứ huyết bạn cũng có 4 cái, còn thiếu 2 cái thôi ấy. Tính ra này bạn khá ngon đấy, nếu mà cái này mà không phải là mua thì cực phẩm luôn nhá. Ok giờ mình sẽ nói về cái đi map đi. Cái chương 18 ấy, chắc là lực chiến trung bình sẽ tầm từ 4 triệu 8 đến 5 triệu dưới. Cái này còn tùy vào hàng lóng của em nhá. Đây như cái này của mình ấy, thì có cái ám khí đỏ của con đớn vậy. Nếu mà mình không có ám khí này ấy, thì chắc lực chiến mình phải tầm 5 triệu 3 đến 5 triệu dưới thì mình qua được cái chương thứ 18 đấy. Còn mình mà có cái ám khí đỏ để cho con độc cô sái thì chắc tầm lực chiến 4 triệu 7, 4 triệu 8 là mình đã qua được cái chương 18 rồi. Còn về build đồ hình ấy, thì em có hai cái đồ hình đâu. Nói chung là cũng tầm hai cái đồ hình cơ bản thôi ấy. Cái đồ hình cơ bản đầu tiên ấy là em xài cái team độc như mình nhá. Đây là cái trận hình mà mình leo cái chương 18 em mày. Tại vì lên cái chương 18 ấy, con đớ mình nó không tanh lối ấy. Nên mình phải cho con đêm chính mình, con độc cô bác là chịu một tí đêm nhá. Để tí mình thử vào đánh trận cho anh em xem. Nếu mà em mà chơi con thứ huyết thì cho con thứ huyết tanh ấy. Hoặc là anh em mà chơi con Vinh Vinh ấy, nhưng mà con Vinh Vinh phải lên 80 thì mới tanh được. Mình nhớ Vinh Vinh lên 80 nó có cái nội tại là vô địch trong 5 giây rất là ngon luôn. Và con áo tự tạo là con không thể thiếu nhá. Cái con này nó múc máu tận 40% sinh lực tối đa, không có nó không hiểu đi lỗi luôn. Còn về con thứ huyết này,
Mình để ở đây để nó không bị đêm nhá. Mình cũng thử để bên này hoặc là bên trên này. Ở bên trên này thì chết lắm. Mình để ở đây ấy, đến cái lượt thứ hai nó hay bị đêm lắm. Lên ấy, mình phải giấu nó dưới này để nó không bị đêm. Ở cái đội hình đầu tiên này ấy, anh em mà có nhiều đồ con tứ huyết cứ cho tứ huyết nhá. Vì con tứ huyết nó đêm thấm hơn con độc cô một tí. Nhưng mà nếu anh em mà không có đồ như mình ấy thì cứ cho độc cô cũng được, tại vì độc cô mình khá nhiều đồ ấy. Tiếp đến là cái đội hình thứ hai ấy. Anh em không chơi team đấu ấy thì cái đội hình hai nó có hai dạng nhá. Cái dạng đầu tiên ấy là anh em dồn tiểu vú cộng với ba búp, hai cái con búp diệp linh linh cộng với con áo thu tạp chắc chắn là không thiếu rồi. Còn con thứ ba anh em có thể xài cái con linh phong trí, nếu mà cái con đối anh em tanh được, không ấy thì em xài con thiệu hâm hoặc con vinh vinh. Còn về cái con đêm chính tiểu vú anh em có thể thử thay con chu trúc thanh xem, nếu mà được thì em xài, không thì em cứ về con tiểu vú. Đây đây là mấy cái trận hình cơ bản em chú ý cho mình. Còn về cái bi hoàn ấy thì thứ nhất là con búp máu em chú ý cho mình cái này nhá. Về cái hoàn con búp ấy, lúc đầu anh em có ít cái ô hồn hoàn ấy thì em có thể rút cái phượng ví kê quán xa này anh em cho cái tăng HP toàn bộ team thì nó sẽ tối ưu được con tanker hơn. Tại vì cái này nó chỉ tăng có 1465 sinh lực thôi. Nếu mà so về hai kia thì về búp đơn ấy thì nó được rất là ít. Đây như con khỉ này phải không? Nó tăng 1140 sinh lực duy trì 5 giây, tức là tăng 5 nghìn rưỡi. Cái này chỉ có 1400 thôi. Còn về con cá mập này thì nó tăng tận 4600, tức là nó bằng với cái con bạch mao sơn tiêu này, nhưng mà nó tăng luôn. Còn con sơn tiêu nó tăng theo giây. Tiếp đến là về con tiểu vú ấy. Cái con tiểu vú ấy, nếu mà anh em cảm giác không chủ được ấy thì em xài thêm cái hồn hoàn con trư nhá. Cái con trư là khi sinh được anh em dưới 40% ấy thì nó sẽ tăng HP ở đây. Như cái 23.000 năm này. Dưới 40% HP mỗi giây bản thân hồi 2.200 duy trì 10 giây. 10 giây tức là 22.000, rất là nhiều đấy, chú ý cho mình này. Còn về cái hoàn gấu cố gắng em farm thật cao nhá. Đây hiện tại hoàn toàn mình đến 23 hay là 24 25.000 năm ấy. Như cái hiện tại độ khó mình ấy là farm đến 24.000 năm ấy, mở đa số các con mình đều trên 20k con gấu này hết. Đây như con đới này 20k này. Đây con độc cô bác này 22k này. Tứ huyết cũng hơn 20k nhá. Đây 20k 8 đấy, còn đấy mình farm rất là mạnh về con chính xác này, vì chính xác em không cao ấy. Anh em đi hồn hoàn bí cảnh hay đi map gì đứa thì nó rất là hay bị mít chú ý của mình. Đây hôm nay ấy, hết ô ở mấy con búp nên mình đeo tạm cái con thú huyết này, cái 5 hàn giảm sinh đừng nhá. Còn mấy con búp này ấy, thì mình cho nó xài đây, giảm kháng bạo mục tiêu này, hay là như cái con này thì là giảm phòng thủ nhá. Đấy ba này anh em cần phải có để đi map cộng với đi hồn hoàn, chú ý cho mình ba đấy nhá. Còn mấy con đêm mình chắc chắn là không thể nào thiếu cái song độc khuyển rồi, cộng với mấy cái tăng tấn công sát thương đấy anh em ơi. Đây tại con đới mình ấy đang để trận đi bí cảnh nhá. Bình thường ấy anh em mà đi map thì không thể nào đủ ô để mình đeo cái phá xương giáp thử này vào ấy, chủ yếu là anh em đổi mấy cái mà tăng kháng bạo này. Đây sau khi bị bạo kích kháng bạo tăng 533 duy trì 5 giây, 10 giây kích vào lần đấy. Đa số là con tanh em sẽ cho full thủ, vì em mà không full thủ sẽ không vào tanh được. Nhưng mà nếu mà anh em mà tanh được mà thiếu đêm ấy thì anh em chú ý cho mình cái cốt thích thú nhá. Đây khi mục tiêu dưới 50% ấy nó sẽ gây thêm 2.000 sát thương, cái phá thử kia ấy, thì nó tăng thêm 900, nhưng mà cái này nó không yêu cầu HP địch nhá. Cái này nó đêm đều hơn cái kia, nhưng mà cái kia nó sốc đêm lúc cuối nhanh hơn. Còn về cái bí cảnh thì đơn giản hơn khá là nhiều, bí cảnh thì nó dễ hơn map, cái này chủ yếu là anh em thiếu đêm thôi ấy. Bí cảnh này anh em cứ cho con đêm đơn cho mình, nhất là mấy con mà có thiêu đốt, mấy con xuất hiện như con thiên nhai và con hỏa vũ em ơi. Đây hiện tại chân hình đi cái bí cảnh mình chỉ là con độc cô này, thứ huyết này. Hiện tại đến cái chương này thì mình cần con đúc máu thì mình sẽ chơi con diệp linh linh. Diệp linh linh mình sẽ cho cái tăng sát thương nhá, mình sẽ rút tạm mấy bút mình cho hẳn cái tăng sát thương nha mày. Hiện tại mình chơi lên level này nên là mấy con level 50 là hơi phế một tí nhá. Đây độc cô này. Đây rút con tiểu vũ xuống. Đây có bốn con cơ bản là con thứ huyết, độc cô này, đớm bạch này, diệp linh ấy. Nếu anh em nào mà triệu hồi ra quá nhiều con bị bí đông như mình ấy thì em cho con bị bí đông vào. Còn không ấy thì anh em cho con thiên nhai và con hỏa vũ nó sẽ ok hơn nhá. Mình đánh giá cao con thiên nhai hơn con hỏa vũ. Đây hiện tại là cái trận này mình đi bí cảnh nhá. Mình nhớ là trước cái chương thứ 15 ấy thì mình sẽ không xài búp. Có cái chương cuối cùng này đây à không, có cái chương con cua này thì mình mới xài bút thôi, còn cái chương cuối như là mình không xài bút thì phải. Lên cái chương 17
thì mình mới xài búp nhá. Nếu mà cái con tanh em mà chịu được ấy thì em có thể xài con Linh Phong Chí ok, không được thì em xài con Diều Linh Linh. Về sau em mà có Vinh Vinh thì em xài Vinh Vinh, tại vì mấy con búp giờ này nó không lương được level ấy. Cái con Vinh Vinh mà lương được level 80 90 ấy thì nó sẽ búp ok hơn. Đây là hiện tại cái cho mình đi bi cảnh nhá. Đi cái bi cảnh này anh em xếp trận nào cũng được, nhưng mà ấy, gặp mấy con đánh AoE như con cua này thì em cứ xếp ba con lên chính ngang hàng với mình. Đây, thường thường đi bi cảnh là mình sẽ xếp như này. Đây, bị đông mình sẽ đứng sau thôi biết. Và anh em chú ý theo mình nhá. Thường thường là anh em đánh mấy con cua này sẽ rất là khó vì nó đánh AoE phải không? Thì anh em có thể rút một con nào đấy, như mình rút con bỉ, mình thay con đường tam nhá. Hôm nay mình nhớ mình đánh cái con cua này mình xài đường tam ơi. Cứ cho đường tam khóa rồi đến con độc cô bác choáng cứ thế thôi. Hai con cứ thay liên tục, cái này thì em phải chỉnh tay. Cứ chỉnh làm sao cho con cua nó không tung kill được là em auto qua luôn. Thường thường là em qua được cái con cua này thì em sẽ đi được lên cái chương 17. Thế như mình nhớ đi đến cái chương cuối 17 luôn. Hiện tại con này mình đang thiếu một tí đêm thôi. Ngày mai mình lên cái con tứ huyết chắc chắn là mình sẽ qua nhá. Còn em mà thiếu đêm ấy cứ dồn mấy cái tăng sát thương này, tăng tấn công các thứ em ơi. Cái này chắc anh em mà cú biết hết rồi nên là mình sẽ nói qua qua cho mới nhá. Đây mình sẽ vào cái để cửa này nhìn cho dễ. Cái tấn công ấy thì có con kê xà này, có con ưng nhá, nhưng mà cái con thú huyết này không có ưng. Đây nó là con săn sư ưng này, tăng sát thương này khi máu địch dưới 40%, lâu dưới 50% này. Hay là cái phá sơn tử nhá, đây hai cái này tăng sát thương, còn kê xà và ương là tăng tấn công. Và em nhớ nhá, mấy con đêm em cho cái song độc khiến vào cái này rất là quan trọng đấy. Thừa thừa ô thì em có thể cho thêm cả cái tam vĩ yêu hồ này nữa. Còn về con gấu chính xác thì anh em auto đeo nhá, không thể thiếu được trong tất cả con. Mấy con đêm chính em thừa ô có thể cho thêm một cái tăng bạo kích hải mao đồ này, cộng với con cự ngạc lần này em cho tất cả con này, cái con kiên thuấn giả này cũng tăng tấn công nhé, chú ý cho mình cái đấy. Còn về con sói này, cái này anh em cũng không cần xài đâu, nó cũng tăng sát thương ấy, nhưng mà ấy, địch càng nhiều thì nó tăng mới nhiều nhé, còn địch chỉ có một con thì nó tăng không thấm. Thà anh em đeo cái cự ngạc đầm này là còn ok hơn. Còn về săn cái con thú thì ngày hôm nay mình gần đến cái chỉ số độ khó 550 nha em ơi. Đây tại mình 527 này. Ngày hôm nay mình vẫn chưa đi cầu viện nha em ơi. Đây cầu viện còn 10 lần. Giờ mình sẽ cố gắng thêm 3 lần nữa. Rồi mình mời cầu viện 10 lần. Ngày mai mình cầu viện thêm 10 lần nữa là mình sẽ xong cái mốc cuối nhá. Đấy, nông dân không cần tốp kéo. Mở ngày thứ 11 xong cái mốc cuối 550 cũng khá là ok nhá. Còn về cái hung thú này thì em không lo đâu. Về sau ấy thì nó sẽ mở thêm một cái đánh bút thế giới em kiếm cái tung tích hung thú này. Chắc tầm ngày 22, 23 là em sẽ đánh được con này rất ngon em ơi. Tấn công bản thân tăng, tăng thêm theo số lượng nhân vật phe ta sống sót, khá là ok đấy. Đôi mình cho em xem luôn con cá sấu nhá. Đây mình sẽ vào xem con cá mập đây. Đây 11.000 năm, 11.000 năm thì nó tăng 174. Một đồng đội là tăng 50%, tức là hai đồng đội ấy là tăng thêm 174. Bốn đồng đội tức là tăng thêm 304, cứ cho là 300 dưới đi. 300 dưới 3, 4. Ui hơn 500 em rất là ngon đấy, hơn 500. Mở cái này chỉ là 11.000 năm thôi. Giờ mình pha một hoàn nó ra 24, 25.000 năm ấy thì nó ngon hơn rất là nhiều. Chắc nó sẽ được tầm 8, 900, nói chung là ngon em ơi, ngon đấy. Còn về cái tăng tấn công chỉ số độ khó 550 đấy, mình nhớ là 24 hay là 23.000 năm ấy, nó tăng tận 1.700 tấn công khi dùng cái kỹ năng chủ động. Rất ngon cho mấy cái con tim độc này ấy. Vì con tim độc nó đánh xong nó rút độc, mà nó tăng thêm tấn công thì rút độc nó sẽ thêm rất là nhiều. Đây em chú ý cho mình nhá. Nói chung chung ấy, à quên nhở, mình nói chưa nhở. Về cái đi đấu hồn này, anh em ấy, lông dân ấy, mở tích đua cái thần chi bậc 4 hoặc là bậc 5 đấy lứa. Đi xong phải không, anh em cố gắng lết lên cái đấu hồn 19 rồi em nghỉ nhá. Nghỉ tầm 1-2 tháng, xong đợi cái bậc mới rồi anh em đua thì nó sẽ ok hơn. Anh em phải cố gắng được cái top 1 nhá. Nói chung chung là cái này anh em chỉ cần cầu mong là anh em top không leo thôi. À đâu, anh em chỉ cần cầu mong em top mà không tích nhá. Anh em top mà tích là coi như anh em tạch luôn. Mà kể cả em không làm được top 1 thì cố gắng làm top 2 ấy cũng được em ơi, top 2 cũng được 500. Để em nông dân chú ý cho mình nhá. Thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.